Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 8 tây tháng 6 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên lúc nãy, Phong đã đưa cái bản tin mới nhất chiều ngày hôm nay và đem lên làm bài phân tích cho các bạn về việc mà phía Hoa Kỳ thông báo đã đạt được thỏa thuận với Nga là tái tục lại các cuộc đàm phán liên quan đến việc kiểm soát vũ khí và kiểm soát nguyên tử trên thế giới. Và cuộc đàm phán này sẽ bắt đầu ngay trong tháng 6 chứ không đâu xa. Ngay trong tháng 6, tức là tháng này luôn. Và trong đó thì phía Hoa Kỳ có thông báo chính thức là đã có mời Trung Quốc tham dự vào trong cái phiên họp này. Tuy nhiên, phía Trung Quốc nhận lời hay không là một chuyện khác, và có thiện chí để tham gia cuộc đối thoại này hay không lại là một chuyện khác nữa. Các bạn, thì dựa trên cái bản tin chiều ngày hôm nay, và Phong đã đi ngược lại những bản tin trước đó, hồi tháng 4, thì Tổng thống Trump đã hủy bỏ cái hiệp ước Open Sky Arms Control Treaty với Nga. Thì cái hiệp ước này không phải chỉ có Nga mà 34 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Nga, đã cùng ký. Và cái hiệp ước này là giám sát trinh sát cơ của các quốc gia có thể giám sát cái vị trí quân sự của nhau. Thì Tổng thống Trump đã hủy bỏ hiệp ước này. Và trước đó, tháng 8 năm 2019, thì Tổng thống Trump đã đơn phương rút khỏi cái hiệp ước INF, là cái hiệp ước mà giới hạn phát triển vũ khí tầm trung từ 500 km đến 5.000 km mà Nga đã ký với Hoa Kỳ từ trong thời chiến tranh lạnh, tức là năm 1987, giữa cố Tổng thống Ronald Reagan và ông Gorbachev, là lúc đó là lãnh đạo của nước Nga. Và hai cái việc mà gọi là hủy bỏ này, thì rõ ràng đó là cái thông điệp mà Tổng thống Trump đã gửi tới cho Nga phải chọn vị trí của mình, bởi vì cái cuộc xung đột với Trung Quốc và Hoa Kỳ không thể tránh khỏi nữa. Đó là cái thông điệp chính thức mà ông Trump tháng 8 năm ngoái chỉ là một cái warning, tức là chỉ là một cái cảnh cáo có thể thôi. Ông đưa ra cái đó, nhưng tới tháng 4 năm nay, ông bất ngờ đơn phương rút bỏ luôn cái hiệp ước này. Cái hiệp ước Open Sky, là rõ ràng Tổng thống Trump đã báo lần thứ hai cho Nga biết, lần này nghiêm trọng. Lần này chúng tôi sẽ không tránh được một cuộc xung đột về quân sự với Trung Quốc. Anh là nước Nga, anh chuẩn bị tư thế của anh. Một, anh đứng ở ngoài coi chơi. Hai, anh nghiêng về chúng tôi. Còn nếu như không, thì chúng tôi sẽ gom bi anh chung với Trung Quốc, là chúng tôi có một cái chiến dịch khác. Và kết quả thì qua cái sự trả lời của Nga đồng ý bước chân vào cái đối thoại trong tháng 6 này. Trong tháng 6 này là cái đối thoại để mà đôi bên có thể đạt được cái thỏa thuận nào đó. Như vậy thì có nghĩa là Nga đã chọn phía. Khi Nga đồng ý bước chân vào đối thoại là Nga đã biết được là mục đích là Trung Quốc chứ không phải là nước Nga. Và riêng phần Trung Quốc thì tôi đã có hai bài phân tích cái kịch bản yes và no. Tham dự hay không tham dự thì các bạn đã thấy rồi. Tham dự thì như thế nào và không tham dự thì như thế nào, thì tôi đã phân tích cho các bạn đầy đủ trong cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Bây giờ bước qua cái đề tài thứ hai. Giữa lúc mà Hoa Kỳ đang tìm cách cô lập Trung Quốc trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng gì một mình Hoa Kỳ và đồng minh không, và tình hình đã bắt đầu có sự xoay chuyển, như tôi đã nói với các bạn, một số quốc gia đã có những cái ngôn ngữ khác. Ví dụ như Philippines đã bắt đầu có cái không dám hó hé trong cái hiệp ước mà nó gọi là VFA nữa. Ok? VFA là cái hiệp ước mà Philippines đã từng ký với Hoa Kỳ. Tức là lúc trước tháng 2, ông Duterte tuyên bố bỏ. Nhưng mà bây giờ không dám bỏ nữa. Và còn đưa cái khu trục hạm do Úc đóng cho Philippines đưa ra đảo Thị Tử. Rõ ràng Philippines đã bắt đầu có sự thay đổi quan điểm về chủ quyền. Rồi bên cạnh đó, Úc thay vì phải ngồi xuống đàm phán với Trung Quốc trong vấn đề mà Trung Quốc tăng giá về thuế đánh vào mặt hàng lúa mạch của Trung Quốc, của Úc, Úc không phản ứng. Úc để cho cái WTO lo, Úc đi lo mở thị trường bên Ấn Độ và hợp tác quân sự với Ấn Độ. Rõ ràng là Úc không hề bị Trung Quốc uy hiếp, nhưng Úc đã chọn một cái thái độ rõ ràng đối lập với Trung Quốc rồi. Đúng chưa các bạn? Rồi chưa? Vừa rồi, nhân vật được xem là đi hai hàng, ăn cơm hai nhà luôn, nhiều năm rồi,
bây giờ vẫn lên tiếng đưa cục đá dò đường, là Lý Hiển Long, thủ tướng của Singapore, khi ông ta tuyên bố rằng Trung Quốc chưa có thể thay thế Hoa Kỳ để mà kiểm soát và giữ gìn an toàn hàng hải trên Biển Đông. Thì các quốc gia đã có cái tư tưởng gọi là xoay chiều, tức là nó có lợi trong cái chiến lược cô lập Trung Quốc của Tổng thống Trump. Thì các bạn, đó là cô lập từ bên ngoài. Vậy thì còn nội địa của Trung Quốc thì như thế nào? Đó là bản tin chiều ngày hôm nay. Và cũng từ bản tin này, chúng ta sẽ thấy là Bắc Kinh đã không còn con đường nào khác. Là nó chỉ còn một con đường duy nhất, bước lên cái sàn đấu, đeo găng tay vào và chuẩn bị một cuộc đấu với Hoa Kỳ. Ok các bạn, bản tin từ tờ Epoch Times cho biết, mà họ dùng cái chữ rất là hay, là US manufacturing exodus from China gets underway. Tức là tôi tạm dịch là tất cả các công xưởng của Hoa Kỳ ở Trung Quốc đang trên đường di tản ra khỏi Trung Quốc. Mà tôi dùng cái tựa ngày hôm nay là các công ty Hoa Kỳ di tản chiến thuật ra Trung Quốc, ra khỏi Trung Quốc. Ok, thì tại sao như vậy? Trong con số mới nhất và cái bệnh dịch ở trên toàn cầu này, cũng như là cái việc mà Trung Quốc đã tìm cách kiểm soát những cái vật liệu, những cái nguyên liệu cung cấp trên toàn cầu, đã khiến cho nhiều công ty đã bắt đầu trên đường bắt đầu rời khỏi nước Trung Quốc. Và trong cái bản tin mới nhất này cho thấy rằng là hầu hết các công ty này đã bắt đầu chuyển công xưởng của họ qua khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Và trong những khu vực này thì những quốc gia đang được hưởng lợi nhiều nhất là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, một phần của Malaysia và Việt Nam. Đó là một, và Miến Điện, xin lỗi quý vị, Miến Điện nữa, Việt Nam và Miến Điện là những quốc gia đang có cái lợi, là nhiều công ty đang chạy ra khỏi Trung Quốc. Và trên cái bản báo cáo mới nhất của Quima, được xem là một cái công ty tư nhân đặc trách về quality control, tức là kiểm soát về chất lượng, và inspection, tức là kiểm tra về tất cả những cái supply, tức là những cái sản phẩm mà được cung cấp ra thị trường bên ngoài. Thì theo Quima báo cáo là cả ngàn cái công ty ở Trung Quốc, từ những cái thương hiệu lớn nhất cho những thương hiệu nhỏ nhất, đang rục rịch rời công xưởng của họ ra khỏi Trung Quốc. Thậm chí có những công ty vừa bán được thị trường bên ngoài, vừa có cửa hàng retail bán tại Trung Quốc, tức là họ có cửa hàng bán tại Trung Quốc luôn, không phải chỉ là công ty sản xuất không. Bây giờ đã dần dần đóng cửa các cái công ty retail của họ, và cũng theo chân những công ty khác đã gọi là rời khỏi Trung Quốc. Và trong 2 tháng đầu trong năm nay thì bản tin cho biết là 45% các công ty của Trung Quốc đã dời qua các khu vực của Đông Nam Á và khu vực của Nam Á. Và dời nhiều nhất từ Trung Quốc thì những công ty ngoại quốc họ chạy qua bên Indonesia, họ chạy qua Ấn Độ, họ chạy qua Miến Điện, họ chạy qua bên một phần của Thái Lan và một phần của Philippines. Còn các công ty nội địa của Trung Quốc, tức là những công ty mà do người Trung Quốc làm chủ, thì là 70% chạy qua Việt Nam và Miến Điện. 70% các công ty nội địa của Trung Quốc là chạy qua Việt Nam và Miến Điện. Còn ngược lại, các công ty ngoại quốc mà đầu tư vào Trung Quốc á, thì họ chạy qua những quốc gia khác. Đó là cái con số mà chính thức của cái Quima, tức là một trong những cái công ty mà đánh giá độc lập và kiểm soát về quality control, đã đưa ra cái con số này. Và trong đó 52% tràn qua bên Đông Nam Á, bên Nam Á, thì trong đó Bangladesh là cái quốc gia đã được các công ty ngoại quốc ưu ái nhiều nhất. Bởi vì họ có một cái chính sách đầu tư dễ dàng và họ dành rất nhiều những cái chương trình rất là dễ cho những nhà đầu tư, và họ cũng tuân thủ rất nhiều những cái quy tắc của cộng đồng quốc tế. Và riêng ở cái phần Quima này không đó, là riêng trong tháng 2 đã có 200 công ty chạy qua bên Bangladesh, và gần như là cái Bangladesh trở thành một cái điểm nóng của việc làm chạy qua bên đây. Ok các bạn. Và trong tháng 4 thì tổng cộng là có 80% các quốc gia ở khu vực Nam Á, gồm có Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan, thì nhiều công ty của ngoại quốc đã chạy qua bên đây. Và phần nhiều là Bangladesh nhiều nhất, rồi Ấn Độ, cuối cùng mới tới Pakistan. Còn các công ty của Trung Quốc do người Trung Quốc làm chủ thì có xu hướng chạy qua 2 nước, Việt Nam và phía của Miến Điện.
họ lại không nhắc tới Lào và Campuchia là có được công ty nào hay không, nhưng mà họ nhắc chính là trong đây là Việt Nam với Miến Điện. Như vậy các bạn, ở bên ngoài thì các quốc gia đã bắt đầu có cái suy nghĩ khác. Năm đầu tiên khi Tổng thống Trump bắt đầu cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc thì nhiều quốc gia vẫn dùng cái thái độ gọi là bàng quan, tọa sơn quan hổ đấu, để coi Trung Quốc với ông Mỹ đấu nhau, ông nào chết kệ ổng, miễn đừng ảnh hưởng tới mình là được rồi. Năm ngoái, giữa lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có những cuộc đối đầu với nhau và nhiều quốc gia đã được hưởng lợi, ví dụ như đảo quốc Đài Loan, ví dụ như Nam Hàn, Nhật Bản, thì cái mức xuất cảng của họ vào Hoa Kỳ tăng nhiều hơn. Tăng nhiều hơn. Lý do là bởi vì khi mà cuộc chiến mậu dịch xảy ra, Hoa Kỳ tăng thuế cao đối với mặt hàng Trung Quốc, thì vô tình tạo cơ hội cho những quốc gia này được hưởng lợi. Do đó, họ ngồi họ coi, họ không có ý chiến. Hai anh đấu nhau đi, hai anh quánh nhau chết bỏ đi. Tôi ngồi tôi coi, tôi vỗ tay, và cuối cùng tôi ngồi tôi thâu tiền, bán vé. Đó là tình hình của năm ngoái. Tuy nhiên, qua tới năm nay, thì bắt đầu cả thế giới đối diện với một cuộc suy thoái kinh tế. Đặc biệt là cái trận đại dịch siêu vi khuẩn Vũ Hán này đã khiến cho nhiều nước phải lao đao. Nhật Bản, Nam Hàn là chết lên chết xuống với lại con siêu vi khuẩn này. Nhiều quốc gia đã bị tổn thương. Hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đều bị đứng nền kinh tế hết vì con siêu vi khuẩn này. Thì khi mà con siêu vi khuẩn này nó phá nát tất cả nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, thì lúc đó các quốc gia bắt đầu nhận ra sự thiếu hụt của họ lệ thuộc từ đâu. Sự thiếu hụt của họ lệ thuộc từ Trung Quốc. Kể cả Nhật Bản, kể cả Nam Hàn là hai quốc gia có cái mức xuất cảng rất nhiều. Nhưng mà nguyên liệu của họ và một số sản phẩm trong đời sống hàng ngày người dân của họ, họ không sản xuất, họ để cho bên Trung Quốc sản xuất. Đến khi xảy ra đại dịch, họ không đủ. Ví dụ như dụng cụ y tế. Từ khẩu trang cho tới máy trợ thở, cho tới những cái đồ bảo hộ của bác sĩ, vân vân và vân vân. Họ không có. Họ không có, họ phải nhập cảng từ Trung Quốc. Do đó, khi đại dịch bùng nổ, các quốc gia bắt đầu nhìn lại cái sự an toàn của mình, chết rồi. Tất cả bây giờ mình lệ thuộc ông Trung Quốc hết. Bây giờ lỡ ông Trung Quốc, ông cúp, ông không xuất cảng qua, mình lấy cái gì cho dân mình xài. Do đó, sau cái đại dịch, nhiều quốc gia đã bắt đầu thay đổi thái độ. Và họ đã bắt đầu xoay chiều. Họ phải có một cái sự gọi là nhập cảng ở nhiều quốc gia và giảm đi cái phần ảnh hưởng từ Trung Quốc. Giảm đi rất nhiều. Ví dụ khẩu trang, bây giờ họ chạy qua Đài Loan. Đài Loan bây giờ một ngày sản xuất 19 triệu cái khẩu trang vẫn không đủ cung cấp cho cả thế giới. Họ chạy qua Đài Loan tại vì hàng của Trung Quốc không có đủ phẩm chất. Đã vậy rồi, anh Trung Quốc còn chơi cái dùng cái xuất cảng để uy hiếp những quốc gia như là Nhật Bản nữa. Do đó, tự nhiên Nhật Bản bị uy hiếp một cách vô lý. Do đó, bây giờ họ tìm cách họ giảm cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ngay trên đất nước của họ. Ngay trên đất nước của họ là họ bắt đầu nhập cảng từ Đài Loan, mắc hơn chút, không sao. Nhập cảng từ nhiều quốc gia khác để cái nguồn nhập cảng nó nằm ở nhiều phía. Chỗ này không có thì chỗ khác có. Không thể lệ thuộc vào một mình Trung Quốc. Thì các bạn thấy rõ ràng. Thì chính vì vậy các quốc gia đã xoay chiều. Sự xoay chiều này nó tác động vào ngay trong nội địa của Trung Quốc. Thì khi mà đơn đặt hàng ở bên ngoài không còn nhiều nữa, thì các hãng ở lại Trung Quốc để làm gì? Họ sản xuất ra cho ai? Họ sống nhờ chủ yếu là xuất cảng ra bên ngoài. Bây giờ xuất cảng không được nữa. Bây giờ không có đơn đặt hàng lấy gì xuất cảng. Do đó, sự xoay chiều của các quốc gia đã ảnh hưởng tới nội địa Trung Quốc. Và chính vì không có đơn đặt hàng cho nên những công ty mà ở ngoài quốc trụ ở Trung Quốc á, tự nhiên bây giờ mình vô duyên, sản xuất không được. Mà giờ sản xuất được bán ở đâu? Cứ gắn cái chữ mà PRC lên á, APC lên á, là coi như là không nước nào chịu mua hết. APC tức là Republic of China. People Republic of China, PRC, xin lỗi quý vị. People Republic of China, tức là PRC. Trung Quốc bây giờ không dám đề chữ Make in China. Tại vì Make in China một cái là người ta tẩy chay ngay. Toàn thế giới người ta nghe thấy chữ Make in China là người ta đổ mồ hôi hột, người ta tẩy chay. Thì mấy công ty á, ở Trung Quốc cũng còn ăn gian. Lấy cái chữ PRC, tức là People Republic of China, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Thì bây giờ hai cái này, PRC hay China gì người ta cũng né hết rồi. Không có đơn đặt hàng. Và báo cáo mới nhất trong tháng rồi là toàn bộ cái hệ thống shipping của Trung Quốc gần như chết đứng. Thứ nhất là vì đại dịch, nhiều quốc gia không cho nhập cảng. Ngoại trừ những cái mặt hàng y tế.
nhiều quốc gia không cho docking vô cái bờ biển của họ vì sợ đại dịch lây tới. Do đó những công ty shipping của Trung Quốc cũng thất nghiệp luôn. Trung Quốc đã dùng giá rẻ để mà chiếm lĩnh cái thị trường shipping, tức là cái thị trường vận chuyển hàng hóa trên thế giới. Bây giờ đại dịch bùng nổ, hàng Trung Quốc ra không được, chở hàng cho nước khác cũng không có luôn, thất nghiệp luôn. Thì những công ty ở Trung Quốc bắt buộc họ phải nghĩ tới chuyện sống còn. Sở dĩ nhiều công ty vẫn còn nằm ở Trung Quốc, các bạn biết lý do tại sao không? Là bởi vì cái hệ thống ngân hàng của Trung Quốc rất dễ. Họ vay tiền rất dễ. Ở Trung Quốc vay tiền không cần nhiều thủ tục rườm rà và không có nhiều cái quy tắc khó khăn giống như ở Tây Phương. Họ dễ mượn tiền. Cho nên họ giữ công ty ở Trung Quốc. Họ giữ công ty của Trung Quốc nhưng mà họ rất khôn. Họ biết giữ cái đó, mượn được tiền rồi cũng phải trả thôi. Nhưng mà sản xuất, xuất cảng không được là chết. Là chết. Hàng xuất không được là mình chỉ có nước thổ huyết thôi. Rồi cái tiền nợ đó làm sao trả? Do đó họ đợi cho Quốc hội Trung Quốc công bố cái ngân sách tài trợ cho các công ty trong vấn đề đại dịch. Vừa công bố ngân sách ra xong là các ngân hàng bắt đầu lập thủ tục cho công ty này mượn 5 triệu, công ty kia mượn 10 triệu, công ty này mượn 1 triệu, tùy lớn nhỏ. Thì các công ty vay được tiền, bắt đầu là có tiền rồi, họ chuyển công ty họ ra bên ngoài. Tại vì ngân hàng Trung Quốc rất dễ, tôi nói với các bạn, tôi có người bạn, cái này là thực tế nha các bạn. Có những cái dự án xây ở trên Los, xây những cái chung cư, xây những cái chung cư thì dễ, nhưng mà xây những cái khách sạn, xây những cái dự án mà về business á, mượn tiền á, cái credit của họ đó, cái tín dụng của họ đó, nhiều khi mượn gõ cửa 300 cái ngân hàng ở Mỹ, không ngân hàng nào cho mượn hết, bởi vì họ không qualify, họ không đủ điều kiện. Vậy mà cuối cùng họ vẫn xây được là nhờ ngân hàng Trung Quốc cho mượn tiền. Phân lời cao hơn một chút, họ chấp nhận. Thì các bạn thấy cái hệ thống ngân hàng của Trung Quốc nó rất dễ dãi trong vấn đề cho vay tiền. Do đó nhiều công ty còn kẹt ở Trung Quốc và làm ăn ở Trung Quốc là vì họ vay tiền của ngân hàng Trung Quốc. Nhưng mà họ bây giờ họ biết vay tiền thì phải trả, không có giật được. Nhưng mà bây giờ bán hàng không được. Bây giờ dù có vay tiền vô, làm lại hết công ty, mướn nhân công vô rồi xuất cảng đi đâu, trong khi cả thế giới đang tẩy chay hàng Trung Quốc. Do đó họ chờ vay tiền xong, họ bắt đầu âm thầm đi ra nước ngoài, đi qua, nếu mà họ Trung Quốc thì họ qua Việt Nam, nếu mà họ công ty nước ngoài họ qua bên Bangladesh, qua bên Ấn Độ, qua bên Indonesia, họ bắt đầu họ đặt công xưởng, họ mở công xưởng ở đó và họ đưa sản xuất bên đó để make in Indonesia, make in India, make in Bangladesh. Thì dù sao đi nữa, món hàng đó ở ngoài chợ bên Mỹ người ta có mua, người ta thấy không phải của Trung Quốc thì người ta mua. Còn bây giờ ở Mỹ, Âu Châu mà thấy mặt hàng, ở Úc mà thấy mặt hàng made in China là người ta không mua. Hay là PRC người ta cũng không mua. Do đó những công ty bị kẹt lại là họ chờ vay được cái món nợ. Họ chờ vay được những cái món nợ xong là họ chơi. Còn những công ty lớn thì cái như là Apple. Apple có hệ thống cửa hàng ở tại Trung Quốc. Và Apple cũng có công xưởng sản xuất tại Trung Quốc. Samsung, những công xưởng lớn, hay là Sony, Toyota. Thì những công xưởng lớn này họ không thể một sớm một chiều họ ra khỏi Trung Quốc. Tại vì nó còn kẹt vấn đề chính trị. Họ đi ra là Trung Quốc sẽ bị hụt hẫng ngay. Do đó họ ra cách smooth hơn. Họ sẽ nói với Trung Quốc, ồ, vẫn để mặt hàng sản xuất không có gì thay đổi hết. Nhưng mà đồ phạt, tức là những cái bộ phận đó, họ đặt ở nước khác. Ồ, Trung Quốc mình vẫn là cái chỗ chính. Tôi làm ở chỗ kia để cho nó kịp, đưa qua bên đây rồi chúng ta ráp nối bên đây, chúng ta đưa qua Mỹ. Cái cách của những công ty lớn rút ra khỏi thị trường Trung Quốc nó mềm dẻo hơn so với những công ty nhỏ. Công ty nhỏ là tôi nói là có dưới 2.000 nhân viên. Còn những công ty mà lớn á, có chục ngàn nhân viên trở lên á, thì họ khó lắm. Họ khó rút chân một cách dứt khoát lắm. Cho nên họ rút củi từ từ. Tức là lửa đang lớn, họ rút từng cây củi ra. Rút rất nhẹ nhàng thôi. Thì đó là những cái công ty lớn như là công ty Apple hay là Samsung, Toyota, Sony v.v. Nhưng mà những công ty cấp trung, cỡ nhỏ thì họ không có lớn giống như vậy. Họ dễ dàng hơn. Nhưng mà đi cũng phải có tiền mới đi chứ. Dời công ty từ bên đây qua bên kia, tiền đâu ra? Nếu mà thuộc chính phủ, nếu mà công ty đó của Nhật Bản thì họ còn được chính phủ Nhật Bản tài trợ. Còn nếu nó không phải công ty Nhật Bản thì sao? Nếu nó là công ty của Hoa Kỳ thì còn Hoa Kỳ tài trợ. Nhưng mà nếu nó là công ty của Đức, chính phủ Đức đâu có tài trợ tiền cho họ dời công ty đâu.
đúng chưa? Do đó họ vẫn vay nợ của viết proposal, viết kế hoạch thư cho đẹp để vay nợ ngân hàng của Trung Quốc. Không phải xu nợ, họ vẫn trả, nhưng mà họ dời công xưởng, họ qua nước khác để họ xuất cảng, chứ không thể để ở Trung Quốc nữa. Tại vì tình hình này là Trung Quốc sẽ bị cô lập rồi. Tình hình này là Trung Quốc sẽ bị cô lập rồi. Và bây giờ do cái đại dịch này, Bắc Kinh vì muốn cứu nguyên kinh tế lại phải bơm tiền vào hệ thống ngân hàng để mà cho các cái công ty, các công xưởng, các tiểu thương vay nợ để mà survive nổi, sống nổi trong cái thị trường bây giờ. Chính vì vậy họ chờ lấy tiền. Cho nên là bây giờ cái cuộc này lại nó gọi là cái cuộc exodus, một cái cuộc di tản, mà di tản chiến thuật. Tôi dùng chữ di tản chiến thuật là gì? Họ phải khéo léo. Họ phải khéo léo để dời công ty họ ra hết. Và đến khi mà họ ổn định ở phía bên kia rồi, họ rút chân bên đây. Họ rút chân bên đây và họ chỉ có trả lại cái nợ cho ngân hàng Trung Quốc thôi. Tức là mỗi tháng họ vẫn trả theo cái payment mà họ trả thôi. Nhưng ít nhất họ không còn dính líu gì tới Trung Quốc nữa. Đó là cái cách mà họ rút chân ra khỏi Trung Quốc. Và bây giờ cái tình hình này được xem là nó đang chao đảo tại Trung Quốc. Bây giờ các bạn thấy nha, ồ công ty này mượn, công ty này mượn nợ, bắt đầu là mướn nhân viên lại. Tất cả chỉ là bình phong. Họ rút ruột qua nước khác hết các bạn. Đó là thực tế. Đó là thực tế. Nhưng mà những công ty nào mà được Nhật, ví dụ công ty Nhật đi, họ ăn tiền hai đầu. Một đầu được chính phủ Nhật hỗ trợ tiền cho họ dời công ty. Một mặt khác, họ vẫn làm đơn, họ vẫn giữ công xưởng ở Trung Quốc một phần nào. Để họ làm đơn, họ vay tiền từ ngân hàng Trung Quốc. Họ có tới hai đầu tiền để mà họ đưa công ty họ qua nước khác. Đó là lý do tại sao các bạn nói, trời ơi, sao giờ này mấy công ty chưa chạy khỏi Trung Quốc? Từ từ. Muốn người ta dời công ty cũng phải là không phải là một sớm một chiều. Nó có những cái, nếu mà những người nào nằm trong làm ăn thì mới biết được tính toán cho cái công việc làm ăn của mình. Còn nếu đứng ở ngoài các bạn chỉ thấy công ty thôi. Nhưng mà các bạn, công ty nó có nhiều cái tính toán. Và nó phải làm sao đi mà có lợi cho mình. Đi mà mình không bị thiệt hại. Chứ mà bỏ tất cả mọi thứ đi thì quá dễ rồi. Lỗ chút xíu, về rồi làm sao đây? Do đó các bạn, cái tình hình của Trung Quốc nó đang cho chúng ta thấy được một cái cuộc đại di tản. Nhưng mà cuộc đại di tản này nó chưa phải là cái lửa bùng lớn. Nó đang là cái lửa ngầm ở dưới mặt đất. Và nó từng tầng. Mặt đất nó dày như vậy thì lửa ngầm nó đang chạy ở đây, nó đang chạy ở đây, nó đang chạy ở đây. Nó chưa có bùng ra. Nhưng mà tới một cái giai đoạn chính thức rồi, khi mà các ngân hàng bắt đầu nhận ra được cái trò chơi của những công ty đó, mượn tiền của mình xong chạy qua nước khác mở hãng đó, thì quá trễ rồi. Lúc đó là nó bùng. Lúc đó có những món nợ ngân hàng đòi không được. Có những công ty họ sẵn sàng họ vẫn trả nợ. Nhưng có những công ty họ không trả nợ được nữa, họ xô nợ. Thì lúc đó những món nợ xấu nó bắt đầu dồn vô ngân hàng. Là tôi nói cái đất như vậy, lửa nó đang cháy ngầm như vậy thôi. Nhưng mà tới một lúc nó bung ra luôn. Thì lúc đó là các bạn mới thấy được một cái cơn khủng hoảng kinh tế mà nó Trung Quốc không thể nào kiểm soát được hết. Tại vì khi nó nở từ hệ thống tài chính rồi đó, tức là ngân hàng rồi đó, là nó dây chuyền hết tất cả các ngành nghề luôn. Thi nhau nó nổ ra hết. Thì lúc đó là gì các bạn? Mới phơi bày cho tất cả mọi người nhìn thấy là tất cả chỉ là cái vỏ không thôi. Những công xưởng, những cái chỗ này chỗ kia chỉ là những cái vỏ thôi. Chứ nó không có còn cái ruột nữa. Cái ruột đi mất tiêu từ lúc nào rồi. Lúc đó là dân Trung Quốc sẽ phải đối diện với một cái cơn gọi là lụng bại về kinh tế. Không phải lụng bại không, mà tôi gọi là một cái xã hội coi như là không còn cái gì nữa hết. Không còn cái gì nữa hết. Tiền coi như mất trắng hết luôn. Đó là cái hình ảnh của Trung Quốc trong cái thời gian ngắn sắp tới. Không dài lắm đâu các bạn. Ngắn thôi. Một năm ca lắm, một năm thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy được cái bức tranh này. Và lúc đó, các bạn, lúc đó là tới lúc mà bắt đầu là Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ còn một con đường duy nhất. Chỉ còn một con đường duy nhất để nắm quyền lực thôi. Còn nếu không, họ sẽ bị disappear. Tức là họ sẽ bị cuốn hút trong cái cơn giận dữ của người Trung Quốc. Và cả một cái xã hội Trung Quốc là coi như bể nát hết. Đó là cái hiện trạng. Còn nếu như mà họ kích động chủ nghĩa dân tộc để làm một cuộc chiến nào đó, thì các bạn thấy rõ ràng kết quả là như thế nào. Tôi đã phân tích cho các bạn thấy rồi. Ok các bạn, đó là một trong những cái đề tài chiều ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho các cái bài phân tích của Phong. Phong sẽ trả lại cùng tất cả mọi người trong chương trình Tin Cập Nhật buổi tối. Và ở cái đề tài này,
thì các bạn có thể đem cái đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta thảo luận trong cái phần tin cập nhật buổi tối, cái phần comment và thảo luận. Còn nếu không thì các bạn có thể dựa trên những bản tin mới nhất của Phong trong lúc mà Phong đang nói chuyện và đọc tin đó, thì chúng ta có thể dựa những bản tin mới nhất để chúng ta tiếp tục thảo luận về cái thời sự mỗi một ngày. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người, và Phong sẽ trở lại lúc 6:30 giờ California, tức là 8:30 giờ Houston, Texas, có nghĩa là một tiếng đồng hồ nữa. Cảm ơn sự theo dõi các bạn, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.